Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra video đó chính là báo giá hàng tiếp theo, bởi vì là cái đợt hàng này là chỉ còn một lần nữa thôi là hết rồi nhá, nên là các bạn mua nhanh giúp mình. Slam thì mình đã gần hết rồi, chỉ còn 2-3 hộp nữa thôi là hết sạch slam luôn, bởi vì sáng nay đã có nhiều bạn đặt hàng rồi nhá. Thì bây giờ mình chỉ còn nguyên liệu thôi. Nãy các bạn ngày hôm qua các bạn gọi cho mình đặt hàng đấy, nhưng mà bạn đã không xác nhận mình. Bạn nào mà muốn đặt hàng rồi nhé mà không xác nhận qua 1 giờ là mình sẽ coi như là bạn đã chưa đặt, và mình sẽ không giữ đơn hàng cho bạn đấy nữa nhé, bởi vì đã không giữ, không nhận, không ấy hàng, không xác nhận đơn hàng thì mình sẽ không ấy nhá. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu review sushi. Sushi thì mình còn khá là nhiều luôn. Cái này từ từ các bạn. Đấy, mình còn khá là nhiều nguyên liệu. Đấy. Mình bán hết đợt này mình sẽ không về nữa. Nó không phải slow mà nó cực kỳ mềm nhá. Cái rổ này thanh lý hết luôn ý. Cái đó là mình thanh lý, cái này là còn 5k. Cái này cũng bị dơ. Cái em này còn mới nguyên luôn nhé các bạn. Mà mình rất là thích cái mùi này. Là một cái mùi sữa. Này khá là slow, không phải là quá cứng nhá, mà khá cứng thôi. Tiếp theo là cái em này chỉ chắc ở trên này thôi, nhưng mà cũng hơi dơ. Nên mình bán làm với giá là 12k, bằng với cái giá mà mình mua của cái em này luôn ấy. Em này mình bán giá là 8k. Các bạn đừng có để ý con này nhá, con gấu nhà mình rồi. Bị lỗi đây. Đây. Đó. Mình thanh lý em này mình mua là 85.000. Thanh lý em này còn 50.000. Bớt rất là nhiều luôn. Tiếp theo là tới cái rổ mà nguyên liệu làm slime. Nguyên liệu làm slime thì mình có chili kip. Mình cắt ra to nhỏ đều có nhé các bạn. To nhỏ đều có. Mình chỉ còn 4 bịch, 5 bịch gì đấy thôi. À đúng rồi, mình chỉ còn 4 bịch thôi. Thì bạn nào hốt thì hốt lẹ giúp mình nhá. 4 bịch thôi. Hôm qua đó các bạn vô shop mình và hốt 1 bịch rồi. Bạn cũng gần nhà mình thôi. 2k 1 bịch. Chili kip. Cái này thì có loại to nhé. Cái này loại to. Mình cắt to. Còn cái này là loại vừa. Cái này là loại cực nhỏ. Cũng 2k luôn. Cái màu vàng này mình chỉ có 1 bịch thôi. Mình cắt nó cũng vừa giống đồ ong á nhá. 2k 1 bịch. Giờ đi các bạn đợi mình tí xíu đi, bởi vì hàng còn rất là nhiều nhé. Đây, trên quay của mình tí rồi. Đây là cái bịch kim tuyến như mình đã bảo hôm trước, mình còn 2 bịch luôn, 6 lọ nhé. Kim tuyến còn đầy ngác luôn này. 2 bịch 6 lọ, mỗi bịch 6 lọ là 5k. Mình sale lại rồi nhá, mình sale còn cực kỳ rẻ luôn. 2 bịch này đồng giá nhá, 5k. Mình có cả, từ từ các bạn đợi mình tí, các bạn đợi mình tìm nữa nhá.
À, mình còn cái này này, borax mà nằm trong hộp nhé, là mình còn đúng một lọ luôn, 3k nhé, 3k một bịch. Cái này đây đó, cái này là kim tuyến, mà kiểu loại kim tuyến giấy vậy đây, giống giống vậy. 10k hai cái nhé. Đây, ghi chữ 10k. Rồi mình chỉ còn hai cái cuối cùng thôi. Hút hút lấy mình. Borax thì mình còn có đúng một gói 10k rồi, nó rất là nhiều. Đây. Rất là nhiều. À không, mình có hai cái, hai gói luôn nhé, hai gói luôn. Đây. Còn hai gói này là 5k. Bịch này nó rất là ít, các bạn cũng có thể so sánh. Bịch này là bịch 10k. Đó. Các bạn so sánh nha. 10k nha. 10k và 5k. Tiếp theo là qua cái phần bên này, cái rổ bên này là quà và một số cái bịch túi zip mà mình muốn bán nhé. Đây. Bạn nào mua cái gì thì mình sẽ tặng, nói chung là mình tặng đấy. Bạn nào mua hàng của mình sẽ gửi quà trước, và món hàng các bạn mua mình sẽ gửi sau nhé. Mình gửi quà trước. Cái bịch túi zip này này, nếu mà các bạn muốn mua thì mình sẽ bán nhé, là 4 lộ 1.000 hai cái nhé. Mình còn rất là nhiều, đây nhập rất là nhiều. Nhiều luôn. Còn đây là quà của bạn Như nhé. Bạn ấy mua hàng rất là nhiều, và kiểu như là bạn ấy, mình sẽ gửi quà trước cho bạn đấy này, là một bịch jelly kit để bạn ấy bỏ vào slime. Đó, trái nha. Tiếp theo là mình có tặng cho bạn đã kim tuyến, để khi mà mình tặng bạn đấy thì mình sẽ gửi đi. Bởi vì là nếu mà lúc mà gửi hàng, nếu mà bạn nào mua nhiều thì mình sẽ gửi quà trước nhé. Còn bạn nào mà mua ít thì mình sẽ gửi quà quà sau. Mình sẽ gửi quà chung với đơn hàng đấy luôn nhé. Tiếp theo mình có tặng cho bạn đấy tẩy nhé, mặt cười với lại cái bịch Slam Care Ship nhé. Ok, video bài giảng của mình đã cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe nhé. Bye bye.